Hi, chào mọi người. Hôm nay xin giới thiệu cho mọi người một cái thước thủy bỏ túi ha. Thì cái thước thủy này nó có hiệu là Akita. Đây Akita. Thước thủy bỏ túi có giá là 110.000 mọi người ha. Thì thước thủy này nó có thêm một cái từ nó có thể là hít ha, dùng từ hít dung sắt đó. Rất là gọn ha. Thương hiệu Akita này là của Nhật nha. Đấy, rất là gọn để bỏ túi. Để khui cho mình xem ha. Này. Nó thiết kế phía sau này là có đầu kẹp nè, dùng để kẹp đó, kẹp túi áo hoặc gì đó, hoặc vào túi. Rất là gọn người ha. Nó có hai cái ống thủy bên đây để nó đã cân đó. Không, rất là đẹp. Rồi, mọi người có nhu cầu liên hệ mua hàng thì liên hệ với tôi số điện thoại ở bên trên màn hình nhé. Rồi, cảm ơn mọi người. Rồi, xin chào.